Trong morning thì lên Manadoi sẽ trông như thế nào anh em? Đây, đây là cái kết quả mà sau khi bên em đã nâng cấp cho Kia Morning anh em. Anh em là đang sử dụng xe Kia Morning thì có thể tham khảo anh em nhé. Lên một cái màn 9 inch rất là vừa vặn và có dưỡng nguyên zin như thế này. Anh em vào lùi này, cam lùi sắc nét. Quả này mà cho chị em lái thì bao phê luôn rồi, không lo gọi là cấn đít nữa anh em nhé, va chạm đít nữa rồi. Và protein từ thịt nạc. Ngoài đây là đang nghe FM này, có đầy đủ FM cho anh em nhé. Bánh quy, khoai tây chiên và đồ uống có đường như soda, nước ngọt có ga và đồ uống tăng lực. Mở camera hành trình. Đang mở ứng dụng camera. Tất cả anh em chỉ cần sử dụng câu lệnh bằng giọng nói thôi là cái màn lập tức mở camera hành trình cho anh em đây. Xem lại anh em có thể chạm vào đây xem lại này. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Việt Map. Anh em đã thấy hay chưa? Không cần phải thao tác chạm tay vào màn hình mà màn hình vẫn ra lệnh và làm những cái theo yêu cầu mà bằng giọng nói của mình. Tự nhiên cái xe trở nên thông minh và nó sang hơn đúng không anh em? Những cái xe sang bây giờ, đời mới bây giờ cũng chưa có cái tính năng giọng nói này, trừ ở dạng như VinFast bây giờ đúng không anh em? Tính toán lại tuyến đường. Đấy, anh em muốn nghe gì chạm vào đây thôi. Mở kênh VTV1. Đang mở kênh VTV1 tuyến đường. Anh em mà đam mê mà xem kênh truyền hình đúng không ạ? Chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi đây. Mở kênh VTV2. Đang mở kênh VTV2. Ngay lập tức sẽ mở ngay cái ứng dụng truyền hình cho anh em xem ngay. Trực tuyến luôn anh em nhé. Quá là đơn giản đúng không ạ? Chưa hết, anh em mà đi trên đường mà muốn nghe nhạc đúng không, giải trí cho đỡ căng thẳng đúng không anh em, đây thư giãn này. Mở video nhạc trẻ remix hot TikTok mới nhất hiện nay. Sáng biển lưu hương cùng 48 giờ của Toán với chồng đang ngồi ngược tranh TV. Tất cả các thao tác anh em chỉ cần bằng câu lệnh thôi, chứ anh em không cần phải thao tác chạm trên màn hình tìm kiếm gõ tay nữa anh em ạ. Anh em mà sử dụng điện thoại anh em vẫn còn phải gõ tay đúng không anh em? Còn với khi mà anh em nâng cấp màn này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng bằng giọng nói hết, trở nên làm cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Anh em nào mà đang sử dụng xe mà chưa có những cái tính năng thông minh như thế này thì anh em có thể tham khảo qua Akala anh em nhá.